Hello, xin chào các bạn, mình là Enden, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube đầu tư Jcoin này của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau ở đây. Thì đáng lẽ ra là chúng ta sẽ gặp nhau vào 8 giờ tối ngày hôm qua là ngày thứ bảy. Nhưng riêng ngày hôm qua thì Enden có một chút công việc đột xuất nên chưa thể hoàn thành kịp cái video một cách chỉn chu để gửi tất cả mọi người. Nên Enden có nhắn ở trên cái tab cộng đồng của cái kênh YouTube đầu tư Jcoin này. Ngày hôm qua là Enden xin phép là gặp mọi người vào 8 giờ tối ngày hôm nay ngày chủ nhật. Nên Alan đã làm cái video để post lên vào ngày hôm nay. Thế nhưng mà chỉ riêng tuần này thôi, còn các cái tuần sau thì chúng ta vẫn có cái lịch cố định là 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Mọi người để ý nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và Alan xin gửi lời chào đến anh chị em một lần nữa. Xin chào tất cả mọi người. Thì trong cái quá trình làm video thì nhiều bạn có nhắn tin qua Facebook cá nhân hoặc là comment ở trên kênh YouTube này của Alan là anh ơi, thấy anh làm ít cái video quá, mỗi tuần chỉ có một cái video thôi. Và xem xong một cái video đó thì lại phải chờ cả tuần mới được xem cái video mới, nó lâu quá. Anh có thể làm 2 3 video mỗi tuần được không? Thì tiện đây Anden cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người là Anden rất muốn làm thật là nhiều video để gửi đến tất cả các anh chị em. Nhưng vì công việc của Anden khá là bận và cái quỹ thời gian nó không có nhiều nên hiện tại Anden chỉ mới cập nhật được là mỗi tuần chúng ta sẽ có một cái video mới. Và trong thời gian tới khi mà công việc nó giãn ra hơn thì Anden sẽ cố gắng làm mỗi tuần từ 2 đến 3 video mới để gửi đến tất cả mọi người. Và đó nó cũng chỉ là một cái lý do thôi. Còn cái lý do thứ hai, tại sao Anden mỗi tuần gửi đến mọi người ít cái video như vậy? Đó là vì cái lý do là bản thân Anden khi hoàn thành và đóng gói một cái sản phẩm video như vậy, dù nó gửi đến anh chị em là hoàn toàn miễn phí trên kênh YouTube này, nhưng Anden luôn muốn cái chất lượng của nó phải được là hoàn hảo nhất. Đương nhiên, Anden sẽ không phải là một người chuyên nghiệp về làm video làm sao cho đẹp, cái hình ảnh làm sao cho nó được bắt mắt, được nét hơn. Mà Anden sẽ tập trung để hoàn thiện về cái phần nội dung và chất lượng của kiến thức được truyền tải qua các cái video đó dành đến cho các anh chị em. Cái đó nó là linh hồn của một cái video kiến thức. Làm sao cho nó bố cục, nó được mạch lạc, các cái phần kiến thức và ví dụ nó được logic với nhau, ý chính ý phụ, cái gì trước cái gì sau, cái gì thừa thì mình phải cắt đi để làm sao cho những người xem của Anden hấp thu được hầu hết những cái kiến thức mà Anden muốn truyền tải đến tất cả mọi người một cách easy nhất, một cách đơn giản nhất. Và Anden tin rằng là tất cả mọi người khi xem những cái video của Anden đều cảm nhận được cái điều đó. Và bạn hãy để lại comment cảm nghĩ của bạn xuống phía dưới cái video này nhé. Anden cảm ơn bạn thật là nhiều. Và như bạn thấy ở trên kênh YouTube đầu tư Jcoin này của Anden, đâu đó nó có khoảng 60 đến 70 cái video Anden đã làm và post lên với anh em public ở đây. Nhưng chia sẻ với mọi người là cái số lượng video mà Anden đã làm xong, xong không cảm thấy ưng ý, không hoàn hảo, rồi Anden lại xóa đi làm lại ấy, nó phải gấp 3 lần cái số video được post lên. Vì Anden luôn muốn mang đến những cái điều chất lượng nhất dành cho tất cả mọi người. Và quan điểm của Anden là những cái dạng kiến thức như thế này để mà diễn giải ra nó như kiểu đao to búa lớn thì nó rất là dễ, dùng những cái thuật ngữ chuyên ngành sao cho nó nghe có vẻ chuyên nghiệp, nghe có vẻ nguy hiểm ấy thì nó rất là đơn giản. Cái đó nó rất là nhiều người người ta làm những cái kiểu như vậy. Cái khó là biến từ những cái thứ phức tạp đó, những cái thứ chuyên sâu đó nó trở nên thành những cái thứ dễ hiểu với cả những người mới tiếp cận và tạo được cái sự thú vị cho họ cũng như là cảm hứng cho họ khi mà họ mới bước chân vào tìm hiểu một cái lĩnh vực phức tạp như thế này. Thì đấy là cái tiêu chí mà Anden muốn hướng đến. Và mong muốn làm sao những cái thứ mà mình chia sẻ, những cái thứ mà mình truyền tải, ví dụ nó là 10 phần, thì kể cả những người mới, họ cũng phải hấp thụ được 7-8 phần. Như vậy là mình vui rồi. Rồi, hôm nay là tâm sự với mọi người hơi nhiều, sorry anh em. Và giờ chúng ta sẽ cùng bước vào cái bài giảng ngày hôm nay. Như cái tiêu đề ở video thì bạn đã thấy rồi đó. Cái video này nó sẽ là mở đầu cho một chuỗi video có tên là tâm lý giao dịch. Và đây nó là một series duy nhất hiện nay ở trên Internet. Anh đừng thấy rằng là duy nhất là nơi đào tạo mọi người về tâm lý giao dịch. Mà qua đó anh đừng sẽ muốn mang đến cho bạn những cái tư duy và kỷ luật để hoàn thiện cái khía cạnh này một cách tốt nhất, để cải thiện cái kết quả giao dịch của bạn cũng như là xử lý được những cái cảm xúc tiêu cực trong quá trình giao dịch. Và đây nó là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng, mà nếu thiếu nó bạn không thể thành công được với việc giao dịch tài chính hoặc là đầu tư, cái này Anden đảm bảo.
Và Anden cũng đảm bảo với anh em một lần nữa là những anh em nào mà xem cái video này mà thấy hay, thấy ý nghĩa, thấy hiệu quả thì chứng tỏ những người đó đã có những cái trải nghiệm khá sâu với cái việc giao dịch và đã có những kinh nghiệm ban đầu rồi. Còn những ai mà xem cái video này xong mà comment là ôi thôi nó không cần thiết hay là chưa hiểu được cái tầm quan trọng của nó thì có thể là cái người đó là những người mới, chưa có trải nghiệm với thị trường hoặc thậm chí là chưa bước chân vào cái việc giao dịch này. Và chia sẻ nhất là với những anh em mới, nếu bạn không tập trung và chú tâm vào kiểm soát những cái cảm xúc và tuân thủ kỷ luật ấy, để có một tâm lý vững trong cái công việc giao dịch thì chắc chắn là bạn sẽ rơi vào cái trạng thái đánh bạc và nó sẽ gây ra những cái thua lỗ cho tài khoản của bạn. Và nhấn mạnh ở đây, Anden muốn dùng từ là chắc chắn. Vì nếu ai đó họ coi thường về khía cạnh tâm lý giao dịch thì có nghĩa là người đó chưa có nhiều trải nghiệm với thị trường. Vậy nên nếu bạn nằm trong số đó thì bạn hãy thử tìm và hỏi những người mà có kinh nghiệm giao dịch từ 1 năm trở lên ấy, họ sẽ nói cho bạn tâm lý nó quan trọng và quyết định cái kết quả giao dịch của bạn như thế nào. Và ở đây, khi mà Anden ra cái series về tâm lý giao dịch như thế này, đào tạo về tâm lý giao dịch như thế này, thì có thể một số anh em mới sẽ thấy nó khác xa so với tưởng tượng của mình về việc học để trở thành một nhà giao dịch. Trước đây thì mình cứ nghĩ là mình phải học phân tích, mình phải học cái hệ thống giao dịch, mình phải học indicator hoành tráng này nọ. Ok, đương nhiên là những cái đó nó cần thiết chứ. Nhưng cái tâm lý giao dịch nó chiếm một tỷ lệ phần thắng cực kỳ nhiều trong cái quá trình giao dịch của bạn. Và tâm lý chính là thứ mà cá mập hay là các nhà tạo lập thị trường họ dùng để điều khiển các cái thị trường tài chính từ hàng trăm năm nay. Và nếu bạn không học về tâm lý và kỷ luật thì bạn chết chắc. Vì vậy nên Anden mới làm cái series đào tạo về tâm lý giao dịch để phần nào giúp anh em có cái kết quả tốt hơn và cái tư duy đúng hơn về công việc giao dịch của mình. Vì trong tất cả 4 khía cạnh của việc trading, như trong cái video trước Anden đã chia sẻ ở đây, là cái video bản đồ thành công cho một trader chuyên nghiệp như ở trên màn hình đây, thì đầu tiên là kiến thức giao dịch, rồi đến chiến thuật giao dịch, tư duy giao dịch và cuối cùng là tâm lý giao dịch. Và nếu bạn chưa xem thì hãy xem cái video đó ngay nhé, vì nó rất quan trọng và nó là bản đồ thành công cho nhà giao dịch như ở trên màn hình đây mà anh em có thấy. Vậy thì trong 4 yếu tố này, trong cái quá trình đào tạo để trở thành một người trader chuyên nghiệp, bạn sẽ thấy rằng yếu tố về tâm lý giao dịch nó sẽ là yếu tố khó khăn nhất và mất thời gian nhất trong quá trình đào tạo. Kiến thức, tư duy và chiến thuật, chúng ta chỉ cần một cái khoảng thời gian không quá lâu để hoàn thiện nó khi được đào tạo. Nhưng cái yếu tố về tâm lý giao dịch, kể cả có người kèm cặp bạn, kể cả có người đi song hành cùng với bạn, chỉ bảo cho bạn, nhưng đó là một cái yếu tố cần phải trải nghiệm và rút kinh nghiệm từ chính những cái sai lầm của bản thân mình. Như Anden vẫn thường hay nói với tất cả mọi người, thị trường tài chính là nơi mà tất cả những cái diễn biến của giá nó sẽ đi ngược lại với những cái phản ứng tâm lý tự nhiên nhất của một con người. Và trading nó là một cái nghề mà chúng ta phải liên tục kỷ luật để kiểm soát được những cái cảm xúc đó. Nó sẽ không giống như là khi bạn đã thành thạo kiến thức và hiểu lý thuyết rồi, thì cái kiến thức đó, cái lý thuyết đó, nó sẽ hằn ở trong não của bạn, ở trên cái vỏ não của bạn. Nó sẽ mãi mãi là của bạn và bạn không cần phải cố gắng nữa. Còn cái tâm lý và cái cảm xúc, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó là một kỹ năng mà bạn phải liên tục, phải nhắc nhở và kiểm soát trong suốt quãng đường sự nghiệp giao dịch của mình. Vì nó không phải là một cái tài sản vô hình, giống như kiến thức có thể tồn tại mãi mãi trong não của bạn, mà nó là quá trình liên tục kỷ luật, liên tục nhắc nhở bản thân. Và chỉ một giây phút lơ là thôi là bạn có thể trở về với bản chất sơ khai của tâm lý và cảm xúc của một con người bình thường, đó là lòng tham, sự sợ hãi, sự tiếc nuối và rất nhiều những cái cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch của bạn. Và có một cái thực trạng là khi một số anh em mới chưa đạt được thành quả tốt, kết quả tốt trong cái việc giao dịch thì họ thường có xu hướng nghĩ rằng là tôi cần một hệ thống giao dịch tốt hơn, và họ thường có xu hướng nghĩ rằng là nghi ngờ cái hệ thống giao dịch mà họ đang sử dụng, và tôi cần phải tìm những cái lý thuyết nâng cao hơn nữa, chuyên sâu thật là nhiều hơn nữa, mà họ không biết rằng muốn cải thiện cái kết quả giao dịch thì họ cần phải tập trung về mặt kỷ luật tâm lý
hơn rất là nhiều. Đương nhiên, Anden sẽ không phủ nhận câu chuyện việc có một hệ thống giao dịch hiệu quả là điều cần thiết trước tiên. Nhưng nhiều anh em có hệ thống giao dịch tốt rồi, nhưng cứ đi tìm những cái lý thuyết mới mà không biết rằng cái lỗi lớn nó nằm ở tâm lý của người giao dịch mà thôi. Thì bạn có từng nghe nói đến hai cái thuật ngữ là IQ, tức là chỉ số thông minh, và EQ, hay là tiếng Việt là EQ ấy, là cái chỉ số thông minh cảm xúc. Thì việc thành công với việc trading nó không quyết định bởi việc cái người đó có thông minh hay là không. Nó không quyết định bằng việc bạn có đủ thông minh để dự đoán thị trường hay là cái chỉ số IQ của bạn có cao hay không. Mà thực ra để có kết quả tốt, bạn cũng không quá cần thiết vào cái việc dự đoán thị trường đâu. Cái chính là bạn lên được những cái plan, những cái kịch bản cho các hướng đi của thị trường, để từ đó bạn có hướng xử lý trong cái quá trình giao dịch nếu thị trường nó đi ngược lại với cái dự đoán trước đó của bạn. Vậy trader không cần thiết phải có chỉ số thông minh IQ quá cao, mà nó phụ thuộc vào chỉ số thông minh cảm xúc EQ hay là EQ nhiều hơn. Đó là việc bạn có kỷ luật trong quá trình giao dịch hay không, bạn có kiểm soát được cảm xúc trong quá trình giao dịch hay không, bạn có kiên trì vượt khó và kiềm chế để trải qua những cái tâm lý khó chịu trong quá trình giao dịch hay là không. Đó chính là những cái yếu tố của một người có chỉ số EQ cao, chỉ số thông minh cảm xúc cao. Và cái chỉ số này chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập được để nâng cao nó ngày một kỷ luật hơn, ngày một chuyên nghiệp hơn. Thì về cái quá trình hay là cái mô hình của chỉ số thông minh cảm xúc EQ này, nó bao gồm có 4 bước mà Anden thấy nó hoàn toàn có thể áp dụng vào cái việc xử lý cái tâm lý giao dịch một cách hiệu quả. Thì Anden sẽ nói luôn tổng quan của 4 bước đó như trên màn hình đây, rồi chúng ta sẽ nói vào từng chi tiết của cái yếu tố này áp dụng trong quá trình giao dịch. Bước số 1 là tiếp nhận cảm xúc. Bước số 2 là sử dụng cảm xúc. Bước số 3 là thấu hiểu cảm xúc. Và bước số 4 là quản lý cảm xúc. Nó bao gồm 4 cái bước cơ bản như vậy trong quá trình xử lý cảm xúc và áp dụng trong quá trình quản trị tâm lý giao dịch của một người trader chuyên nghiệp. Cái này là đúc rút riêng của bản thân Anden chứ không ở một đâu có cái lý thuyết này anh em ạ. Đầu tiên, cái bước số 1 là chúng ta cần phải tiếp nhận cái cảm xúc. Hay nói cách khác, trong quá trình giao dịch là chúng ta cần phải thừa nhận cái cảm xúc đó. À, nó có tồn tại. Nhưng cái xu hướng tự nhiên của não bộ là chúng ta thường có xu hướng tránh né việc thừa nhận rằng bản thân mình có những vấn đề tiêu cực trong tâm lý. Chúng ta không trực tiếp nhìn thẳng vào vấn đề đó. Đơn giản, ví dụ như cái việc rằng là phần đa những trường hợp những trader không chuyên, những nhà giao dịch không chuyên, khi họ bị cháy tài khoản là do họ bị rơi vào trường hợp phá kỷ luật. Còn Anden đảm bảo là nếu ai đó làm đúng kỷ luật, làm đúng những cái nguyên tắc về vốn, về quản trị rủi ro đặt ra ban đầu ấy, thì không thể nào mà cháy tài khoản được. Cái chuyện đó là chuyện không thể. Nếu người đó tuân thủ kỷ luật, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng phá kỷ luật dẫn đến cháy tài khoản thì cái thường cái diễn biến tâm lý nó xảy ra như thế nào? Cụ thể như sau. Đơn giản thôi, mọi cái tổn thất cho tài khoản của bạn nó đến từ 3 thứ: lòng tham, sự sợ hãi và sự tiếc nuối. Vậy đầu tiên, khi một người trader không chuyên, họ xác định muốn vào một cái lệnh nào đó thì họ khởi đầu bởi lòng tham. Đương nhiên, họ nghĩ rằng tài chính là nơi dễ kiếm tiền. Họ mong muốn làm giàu thật là nhanh trong ngày 1, ngày 2. Họ muốn đổi đời trong một chốc một lát. Bình thường, một trader kỷ luật, họ vào với số vốn vừa phải, đúng nguyên tắc, để làm sao khi dính đến cái điểm stop loss thì họ chỉ mất từ 1 đến 2% tài khoản cho cái lệnh giao dịch đấy thôi. Có nghĩa là cái tài khoản của họ có thể chịu tối đa từ 50 đến 100 cái lệnh lỗ liên tục. Mà cái tỷ lệ đó xảy ra là cực kỳ thấp, nên cái khả năng một người trader mà họ tuân thủ kỷ luật mà bị cháy tài khoản gần như là không thể. Nhưng khi một con bạc họ bước vào thị trường với lòng tham, họ cố gắng để đoán biết thị trường sẽ đi theo hướng nào. Họ đánh đòn bẩy thật là lớn, phá vỡ hết các nguyên tắc về vốn, nguyên tắc về quản trị rủi ro. Vì lòng tham của họ đang rất là cao. Và nếu dính cái stop loss đó thì họ sẽ mất rất nhiều tiền trong tài khoản của họ. 10%, 20% hoặc có thể là nhiều hơn cho một cái lệnh stop loss đó. Và rồi khi giá đi ngược về cái điểm dừng lỗ của cái giao dịch đó thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Lúc nãy thì là cảm xúc của lòng tham khi họ bắt đầu giao dịch, phải không nào? Còn bây giờ nó bắt đầu xuất hiện đến cái cảm xúc tiếp theo là sự sợ hãi. Thì cái sự sợ hãi này
Nó sẽ sinh ra tiếp hai cái trường hợp. Trường hợp số 1 là khi giá đi gần về đến cái điểm dừng lỗ đó, họ sợ hãi, không dám giữ cái lệnh đấy nữa vì lệnh của họ đã quá lớn so với cái tài khoản rồi. Cái số lỗ đang chạy ở trên màn hình nó quá lớn so với cái tài khoản của họ rồi. Thì họ đã nhảy vào và cắt cái lệnh đó trước khi giá chạm vào cái mức dừng lỗ mà họ định ra trong đầu từ lúc đầu tiên. Và khi giá vừa cắt xong thì nó quay đầu đi theo đúng cái dự đoán trước đó, cái dự đoán ban đầu của họ. Mà đáng lẽ ra nếu họ giữ cái lệnh đó thì họ đã lãi rất là nhiều tiền rồi. Mà vì họ hấp tấp, họ sợ hãi, họ đã dừng cái lệnh lỗ đó quá sớm. Vậy là lúc đó nó sinh ra cái cảm xúc là gì? Tiếc nuối và cay cú. Và khi cay cú và tiếc nuối nó nổi lên thì bên trong suy nghĩ của cái người đó nó bắt đầu xuất hiện suy nghĩ là muốn trả thù thị trường. Và khi cảm xúc của họ đã không sáng suốt rồi thì rất dễ gây ra những cái quyết định sai lầm, gây ra những cái lệnh lỗ tiếp theo cho tài khoản của họ, và lệnh sau thường nó sẽ nặng hơn cái lệnh trước. Đấy là những cái diễn biến tâm lý của một người đánh bạc. Còn tiếp theo đến cái trường hợp phản ứng số 2, khi mà giá đi ngược và tiến đến gần cái điểm dừng lỗ rồi, nhưng do trước đó cái người đó họ đã tham lam và phá kỷ luật, nên bây giờ nếu dính cái điểm stop loss này thì cái số tiền họ phải trả cho thị trường là quá lớn. Vậy là người đó không chấp nhận cái rủi ro này, họ không chấp nhận cái điểm dừng lỗ này và họ gỡ cái điểm dừng lỗ đó ra để cho giá tiếp tục chạy với một cái niềm tin hy vọng rằng giá sẽ quay lại để họ không phải mất cái số tiền đó. Hoặc thậm chí tệ hơn là khi giá càng xuống thấp thì người đó càng DCA, càng bồi thêm lệnh vào để mong trung bình giá thấp hơn. Mà khi thị trường nó đã đi ngược rồi, đến một cái điểm nào đó, tài khoản của người đó sẽ không còn nữa. Thì bạn nghĩ xem, đã từng khi nào bạn gặp phải một trong hai cái trường hợp trên hoặc cả hai trường hợp trên rồi? Nếu bạn gặp rồi thì hãy comment cho Nần thấy nha. Và qua những cái diễn biến phân tích về tâm lý như vậy, qua các cái ví dụ như vậy, thì bạn đã thấy được cái sự xuất hiện của một chuỗi tâm lý tiêu cực nó gây hại cho tài khoản của bạn. Khởi đầu bởi cái lòng tham và rồi đương nhiên thì kết quả nó chẳng đi đến đâu cả. Aden gọi đó là cái tâm lý đánh bạc mà đa phần những người giao dịch mới vào thị trường họ đều mắc phải, 99% là vậy. Nhưng họ lại không dám thừa nhận với bản thân mình. Họ vẫn nghĩ rằng mình hoành tráng, họ vẫn nghĩ rằng mình pro, họ vẫn nghĩ rằng mình chuyên nghiệp và như một nhà đầu tư. Nhưng bản chất họ đang giao dịch với tâm lý của một con bạc. Họ đang tham gia thị trường như một canh bạc lớn và muốn xử lý được những cái lỗi sai đó thì trước hết mình phải thừa nhận cái lỗi sai đó trước tiên. À, bản thân tôi đang rơi vào tâm lý đánh bạc. Tôi thực chất đang là một con bạc. Hãy thừa nhận cái điều đó trước khi bạn muốn xử lý cái điều đó. Thì có một cái ví dụ thực tế này rất là hay như thế này mà Anden muốn chia sẻ với mọi người. Nó là một cái câu chuyện. Đó là Anden có một anh bạn học viên của Anden, anh ấy tên là Hoàng. Thì cái ngày hôm đấy trong cái quá trình giao dịch, Anden có cập nhật cái phân tích, cái khung thời gian, cái thời điểm và cái điểm vào lệnh theo cái xu hướng đó. Và mọi người trong nhóm cùng đánh cái điểm đó và hầu như tất cả đều có lời sau cái giao dịch đó. Nhưng riêng cái anh Hoàng đấy, anh ấy nói với Anden là: "Thầy ơi, em không vào cái lệnh này." Thì Anden mới hỏi là: "Tại sao anh không vào?" Thì anh Hoàng anh ấy trả lời rằng là: "Bình thường em hay bị cái tâm lý là FOMO, em hay bị cái tâm lý là tiếc nuối, khó chịu và cay cú khi em bị lỡ một cái điểm vào lệnh đẹp. Nó gây ra những cái phản ứng tiêu cực, có thể là sẽ bị cố vào theo lệnh khi mà cái rủi ro nó đã quá cao rồi." Đấy, và anh Hoàng anh ấy chọn cách là dù hầu như mọi người trong nhóm đều có lời ở cái lệnh đấy, nhưng anh Hoàng anh cố tình đứng ngoài và quan sát chứ không vào lệnh để xem cái diễn biến tâm lý của mình nó xảy ra như thế nào, tiếc nuối ra làm sao, khó chịu như thế nào. Có nghĩa là anh ấy muốn rằng để xử lý được cái cảm xúc đó, trước tiên anh ấy thừa nhận cái sự tồn tại của cảm xúc tiêu cực. Sau đó anh ấy chọn cách là đối diện với cảm xúc đó và xử lý trực tiếp, rút kinh nghiệm cho những lần sau. Đó cũng là một cách rất là hay mà Anden học được ở Hoàng. Tiện đây thì Anden xin gửi lời cảm ơn đến Hoàng rất là nhiều từ cái ví dụ đó. Rồi, đó là bước số 1 là tiếp nhận hay là thừa nhận cảm xúc. Và bước số 2 có tên là sử dụng cảm xúc
hay với quan điểm của bản thân Anden, đó có thể là những nguyên tắc về cảm xúc, thì chúng ta sẽ có một định luật trong tâm lý giao dịch, đó là, mọi người có thể ghi cái câu này lại nhé, đó là kết quả của những giao dịch trong quá khứ nó sẽ tạo ra những cảm xúc ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch hiện tại. Nên việc phải làm của một nhà giao dịch chuyên nghiệp là phải loại bỏ tất cả những cảm xúc liên quan đến những giao dịch trong quá khứ trước khi thực hiện một giao dịch mới. Chẳng hạn, nếu những giao dịch trước đó của bạn đều chiến thắng, thì đương nhiên cái tâm lý của chúng ta rất là tích cực, rất là tự tin rồi, phải không nào? Nhưng nếu tự tin thái quá, nó trở thành bảo thủ, thậm chí là tham lam. Và khi đó, khi đã quá tự tin, thì não bộ nó sẽ loại bỏ những cái dấu hiệu của xu hướng ngược chiều. Và khi đó chúng ta mất đi sự linh hoạt trong khi nhìn nhận sự thay đổi của thị trường, sự thay đổi của xu hướng. Hoặc thêm nữa, nếu những cái giao dịch trong quá khứ bạn bị dính stop loss quá nhiều, đương nhiên nó sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực như là sợ hãi, dè dặt, cay cú, và hẳn là nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng tiêu cực luôn đến cái tài khoản của bạn. Nên đối với một nhà giao dịch chuyên nghiệp thì mỗi giao dịch nó là một cái thể độc lập với toàn bộ những cái giao dịch trước đó nó không liên quan đến nhau. Và đương nhiên để làm được câu chuyện loại bỏ cảm xúc đó nó không phải là câu chuyện đơn giản. Nhưng trách nhiệm là Anden vẫn phải chia sẻ với anh em, nếu không thì nhiều anh em có thể còn không để ý đến cái sự tồn tại của nó. Và với kinh nghiệm của bản thân Anden, khi mà bị cái cảm xúc tiêu cực thì Anden xử lý nó như thế nào? Thì tiện đây Anden sẽ chia sẻ với anh em để mọi người áp dụng xem sao. Thì ví dụ khi mà giao dịch ở trên một cái khung thời gian nhé, chúng ta không nói đến nhiều khung thời gian. Ví dụ khi chúng ta tập trung vào cái khung thời gian đó nó đang có cái xu hướng và logic với các khung thời gian khác nó đều cho cái xu hướng đồng thuận. Thì khi mà Anden giao dịch ở trên một cái khung thời gian đó, mà Anden vào lệnh theo cái xu hướng đó mà bị dính cái lệnh stop loss 3 lần liên tiếp, mọi người nhớ nhé, 3 lần liên tiếp, thì Anden sẽ dừng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Thì cái việc dừng giao dịch đấy, nó có hai tác dụng như sau. Tác dụng đầu tiên là sau khi vừa dính 2-3 lệnh stop loss vừa rồi, nó sẽ gây ra cho mình những cái cảm xúc khó chịu, gây ra cho mình những cái tâm lý tiêu cực. Thì mình dừng một cái khoảng thời gian giao dịch để mình đi làm những cái thứ tiêu khiển. Có thể là mình đi chơi, mình đi tập thể thao, mình dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con. Đại loại là làm những cái thứ tiêu khiển để nó giải tỏa những cảm xúc tiêu cực do những cái lệnh lỗ vừa rồi nó gây ra. Đấy là cái tác dụng đầu tiên. Và tác dụng thứ hai quan trọng hơn là gì? Nếu ở trong cái khung thời gian đó chúng ta đánh theo một cái xu hướng, chẳng hạn xu hướng tăng chẳng hạn, chúng ta cứ buy xong chúng ta dính stop loss, buy dính stop loss lần 2 và lần thứ 3 chúng ta buy lại dính stop loss lần 3. Ba cái lệnh stop loss liên tục như vậy chứng tỏ là cái khung thời gian đó nó đã rơi vào cái giai đoạn sideways đi ngang của giá tại khung thời gian đó. Chứ nếu mà khung thời gian đó cái xu hướng nó đã mạnh thì chắc chắn nó không thể nào nó cắt lên cắt xuống liên tục như vậy được. Nên cái việc chúng ta nghỉ một khoảng thời gian cũng là để chờ cho cái xu hướng ở cái khung thời gian đó nó thoát ra khỏi cái đoạn sideways. Và khi chúng ta nghỉ xong một khoảng thời gian rồi, chúng ta quay trở lại, chúng ta quan sát, chúng ta tìm lại cái điểm vỡ lệnh. Bởi vì lúc đó khả năng là cái khung thời gian đó nó đã thoát ra khỏi cái giai đoạn đi ngang rồi. Thì đấy là hai cái tác dụng của cái việc chúng ta nghỉ một cái khoảng thời gian. Thứ nhất là để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Thứ hai là để chờ cho cái khung thời gian đó nó đi ra khỏi cái đoạn sideways. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà Anden xử lý những cái cảm xúc tiêu cực của mình do những cái lệnh lỗ phía trước gây ra để nó không ảnh hưởng đến những cái giao dịch tiếp theo của mình. Thì đó là cái bước số 2 là sử dụng cảm xúc hay còn là những cái nguyên tắc về cảm xúc. Và đến bước số 3 là bước hiểu cảm xúc. Thì qua hai cái bước đầu tiên mọi người cũng đã biết được rằng để thành công trong giao dịch thì việc quản trị cảm xúc nó quan trọng như thế nào. Và chúng ta phải rõ ràng trong cái việc là thừa nhận cảm xúc đó và có những cái nguyên tắc để quản trị cái cảm xúc đó. Nhưng để thừa nhận hay là đưa ra nguyên tắc thì trước tiên là chúng ta phải hiểu về cảm xúc của mình. Bởi vì á, không ai hiểu được cái cảm xúc của mình bằng chính bản thân mình, anh em ạ. Và để hiểu cái cảm xúc của mình rõ ràng nhất là như thế nào thì Anden có một cái bài tập có tên là bút giấy nến, mà Anden vẫn khuyên anh em học viên là phải làm đều đặn trong suốt cái quá trình giao dịch của mình, cho đến khi nào bạn không giao dịch nữa thì thôi. Và ngay cả bản thân Anden đến bây giờ vẫn định kỳ mỗi tháng 2 lần, có nghĩa là 2 tuần một lần ấy, tự làm cái bài tập này. Hoặc khi nào Anden cảm thấy là trong tâm trí mình, trong cái tâm lý của mình có hơi một chút gì đó có xảy ra cái vấn đề, thì Anden cũng sẽ bỏ cái bài tập này ra và làm ngay. Bởi vì
như ở phần đầu của cái video Aden có chia sẻ với anh em á, là kiến thức hay lý thuyết mình học trong một khoảng thời gian đủ dài thì nó sẽ hằn vào trong não của mình và nó trở thành một cái tài sản vô hình của mình rồi. Nhưng cái tâm lý là cái quá trình liên tục nhắc nhở, liên tục quán niệm và kỷ luật để nó diễn biến theo như mình mong muốn. Chứ nếu bạn để nó diễn ra một cách thoải mái là mình sẽ trở lại về cái bản thể tự nhiên của một con người, có nghĩa là tham, sân và si, như từ khi mình sinh ra. Con người tự nhiên nó là như vậy. Nên cái quá trình quán niệm và quan sát bản thân mình là cực kỳ quan trọng. Và cái bài tập bút giấy và nến nó là một cái bài tập cực kỳ hữu hiệu. Nếu bạn chưa thử thì hãy thử đi. Và cái bài tập này Aden cũng chưa thấy ai làm bao giờ trong cái quá trình giao dịch, trong cái việc giao dịch ngoài Aden. Nhưng với Aden thì cái kinh nghiệm bản thân của mình thì nó là một cái bài tập cần phải đi theo mình trong suốt quá trình giao dịch. Và Aden cũng đã nhiều lần nói về cái bài tập này ở trên cái Facebook cá nhân của mình. Không biết bạn đã đọc nó hay chưa, nhưng tiện đây Aden chia sẻ lại một lần nữa để anh em nào chưa biết thì sẽ theo dõi và làm theo cái bài tập đó và rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Thì trước khi làm cái bài tập này, chúng ta cần chuẩn bị những thứ như sau. Trước tiên là chuẩn bị một cái không gian thật là yên tĩnh. Tắt hết tất cả các thiết bị điện tử, tắt hết các ánh đèn điện. Tiếp theo, chuẩn bị tiếp là một cây bút, một tờ giấy, một cây nến, nến đốt bằng lửa anh em nhé. Hãy làm theo Aden, hãy vào trong căn phòng đó, có thể là ban đêm càng tốt, khi mà mọi thứ xung quanh nó tĩnh mịch, không có một ai, chỉ có mình thôi. Hãy thắp cái cây nến đó lên và bắt đầu ghi những cái suy nghĩ của mình xuống cái tờ giấy đó. Nghe đến đây, xin bạn đừng cười Aden, bởi vì á, khi bạn chưa có trải nghiệm á, thì đừng phát ngôn bất kỳ điều gì. Bởi vì rất nhiều những anh chị em học viên của Aden khi làm cái bài tập này, họ chỉ cần thốt ra một câu thôi, đó là kỳ diệu. Nó sẽ lôi hết tất cả những thứ ở trong cái cảm xúc và tâm lý của bạn ra bên ngoài một cách rõ ràng nhất mà bạn chưa bao giờ từng thấy. Và bài tập này nó không chỉ áp dụng cho giao dịch, không chỉ áp dụng cho trading, mà nó có thể áp dụng cho mọi vấn đề của bạn, cho công việc của bạn, cho mô hình kinh doanh của bạn, cho cuộc sống gia đình của bạn, cho những khúc mắc cảm xúc của bạn, tất cả mọi thứ. Nhưng Aden ở đây muốn anh em áp dụng nó vào công việc giao dịch. Và bài tập này Aden học được của thầy Tony Robbins trong quá trình đi học thầy. Thì mọi người có thể search ở trên Google xem Tony Robbins là ai. Tony Robbins thì ông ấy không phải là một nhà giao dịch, ông ấy cũng không phải là một nhà tài chính. Nhưng Tony Robbins từng là một trong các cố vấn cho những đời Tổng thống Mỹ, nên bạn có thể search ở trên Google xem ông ấy là ai. Và hãy tập trung vào cái bài tập bút giấy và nến này. Ở trong một căn phòng tối đó, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, không có bất kỳ âm thanh gì. Tắt hết đèn điện đi, hãy thắp cây nến đó lên và đặt bút viết xuống cái tờ giấy đó. Nhớ là bút và giấy chứ không phải là gõ máy tính nhá. Bút, giấy và nến. Đầu tiên, hãy đặt câu hỏi: tôi đã thực sự giỏi giao dịch hay chưa? Và tôi đã đạt được kết quả tốt từ giao dịch hay chưa? Nếu cái kết quả của bạn nó tốt rồi thì hãy tập trung vào những cái giây phút có thể là cái cảm xúc hay tâm lý của mình nó đã sa đà, vượt ra ngoài kỷ luật thì hãy xử lý các vấn đề đó. Còn nếu đa phần, Aden nghĩ là đa phần mọi người đều chưa có kết quả tốt từ công việc giao dịch thì hãy trả lời hai câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên: tại sao tôi chưa giỏi giao dịch? Hãy viết tất cả những cái thứ ở trong suy nghĩ của bạn lên tờ giấy đó. Bất kỳ một ý nghĩ nào, bất kỳ một cái tia sáng nào trong đầu bạn lóe lên, hãy dùng bút và viết xuống tờ giấy đó. Bạn hãy viết đến khi nào mà bạn không viết được bất kỳ lý do nào nữa thì thôi. Và sau mỗi cái lý do đó, hãy đặt câu hỏi liên tục cho chính bản thân mình: còn lý do nào nữa không? Viết 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 viết. Còn lý do nào nữa không? Viết tiếp. Còn lý do nào nữa không? Viết tiếp. Còn lý do nào nữa không? Viết tiếp. Viết đến bao giờ bạn không thể viết được nữa thì thôi. Và khi bạn viết ra được tất cả những cái lý do khiến cho bạn chưa giỏi trong việc giao dịch, như là tôi chưa có một hệ thống giao dịch tốt, tôi chưa tập trung vào quá trình tìm hiểu, tôi còn lười biếng, ABC tâm lý, tôi còn đánh bạc, ABC tất cả mọi thứ, bạn hãy viết lên tờ giấy đó. Và sau khi trả lời cái câu hỏi đầu tiên là tại sao bạn chưa giỏi việc giao dịch, thì bạn hãy tiếp tục trả lời cái câu hỏi số 2 là tôi có thể làm gì để khắc phục những cái lỗi sai phía trên khiến cho tôi chưa giỏi trong việc giao dịch. Thì hãy ghi tất cả những cái
giải pháp mà bạn có thể nghĩ ra trong đầu để khắc phục những cái lỗi phía trên đó, nó cực kỳ quan trọng. Thì đây nó là một cái bài tập, nó rèn luyện cho mình sự chủ động từ bên trong. Kiến thức tôi chưa tốt, tôi chủ động tìm hiểu. Tâm lý tôi chưa tốt, tôi phải chủ động xử lý. Và khi mà bạn hỏi bất kỳ điều gì cho bản thân mình thì nó sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn. Bởi vì bạn phải biết được rằng là với bất kỳ vấn đề gì của chính bản thân mình thì mình mới là người biết rằng cái gì là phù hợp, cái gì là có ích với bản thân mình. Và bài tập này nó có thể xử lý được mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn. Thì anh nên lấy ví dụ với mọi người một cái thứ như thế này. Chẳng hạn bạn gặp một cái vấn đề gì đó, trừ những cái thứ nó mang tính chuyên môn và chuyên ngành và những cái lý thuyết mà bạn chưa hề biết, thì khi bạn đi hỏi một người khác cái chuyện đó là đương nhiên. Chẳng hạn là khi mà bạn chưa có kiến thức thì bạn lên cái kênh YouTube này của Arden, bạn xem những kiến thức về tài chính, xem những kiến thức về giao dịch, thì cái đó là một chuyện, bạn đi học những kiến thức đó thì là chuyện đương nhiên. Nhưng còn những cái vấn đề về tâm lý, về cảm xúc thì chỉ bạn mới có thể xử lý được cái vấn đề đó và biết được cái giải pháp cho cái vấn đề đó. Giống như bạn chẳng hạn là bạn đang cãi nhau với chồng của bạn chẳng hạn, thì bạn đi bạn hỏi một cái cô bạn thân và bây giờ chồng tôi như thế này, thì bây giờ có cái giải pháp gì để xử lý cho cái mối quan hệ của chúng tôi. Thì khi mà cái người kia đưa ra cái lời khuyên cho bạn, à tôi thấy là chị cần làm như này, vợ chồng chị cần như này, nhưng mà khi cái câu trả lời của cái người kia kìa nó không phù hợp với cái ý của bạn, thì bạn có nghe không? Là không, cái cách này không áp dụng với anh nhà tôi được đâu, cái cách này không áp dụng cho mối quan hệ của chúng tôi được đâu, nó không có sự phù hợp. Đó, khi bạn đi xin lời khuyên của người khác nó là như vậy. Nhưng cùng cái tình trạng đó, bạn đi bạn hỏi một người khác, nhưng cái người đó họ lại trả lời đúng cái ý mà bạn mong muốn, thì bạn cho rằng là cái lời khuyên của người đó rất là hay. À, cái lời khuyên của chị rất là đúng, nó rất phù hợp với ý tôi đấy, tôi sẽ về và tôi sẽ làm như thế. Thì bản chất cái việc bạn đi xin lời khuyên của người khác về mặt tâm lý ấy, nó không phải là việc bạn đi xin lời khuyên, mà suy cho cùng đấy là bạn đi tìm cái sự đồng thuận từ người khác mà thôi. Để khi người ta nói ra cái giải pháp đúng như ý bạn nghĩ thì bạn cho rằng nó rất là hay. Nhưng cái lời khuyên của người khác mà không đúng ý của bạn thì bạn lại không bao giờ bạn nghe theo. Thì bản chất là bạn đi tìm cái sự đồng thuận. Và cái bài tập bút giấy và nến nó có thể giúp bạn nhìn được tất cả những cái lý do khiến cho bạn chưa giỏi. Và nó cũng giúp bạn lôi hết những cái giải pháp mà bạn nghĩ rằng là nó có thể hợp lý và cải thiện được ngày càng tốt cái kết quả giao dịch của mình. Cái này Alan chắc chắn và đảm bảo nếu bạn làm một cách nghiêm túc và chăm chỉ đúng như Alan hướng dẫn. Thì đấy chính là cái trí thông minh cảm xúc. Bởi vì trong những cái yếu tố của trí thông minh cảm xúc nó có sự vượt khó và kiên trì ở đó. Và những cái người mà không có trí thông minh cảm xúc EQ cao ấy, thì thường họ rất là nóng vội, thường họ không bao giờ kiên trì làm bất kỳ một công việc gì cho đến khi nó đạt kết quả. Thì đó là cái bước số 3 là thấu hiểu cảm xúc. Và cái tập bút giấy và nến này của Arden nó giải quyết được cả bước số 3 là cái bước hiểu cảm xúc, và giải quyết được luôn cái bước số 4 ở đây là quản lý cảm xúc. Thì ở cái bài tập đó, chúng ta sẽ đưa ra được những cái giải pháp để xử lý những cái cảm xúc tiêu cực đó. Và đây có một cái mấu chốt mà Arden đúc rút ra từ kinh nghiệm bản thân mình. Nếu bạn muốn quản lý được cảm xúc, thì không có thứ gì khác có thể quản lý được cảm xúc, quản trị được tâm lý ngoài yếu tố, đó là kỷ luật. Chỉ bạn tuân thủ kỷ luật, chỉ khi bạn tuân thủ kỷ luật, thì bạn mới có thể kiểm soát được tâm lý của mình. Bạn mới làm đúng kiến thức, đúng lý thuyết và có một cái nhìn khách quan với thị trường. Nếu bạn phá kỷ luật, ngay lập tức có sự xuất hiện của lòng tham trong đó. Nếu bạn phá kỷ luật, sự sợ hãi cũng ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của bạn. Nếu bạn phá kỷ luật thì bạn đang giống như những người ngoài kia, họ chờ đến 6 giờ chiều mỗi ngày để xem cái kết quả xổ số. Như vậy, bạn không phải là một nhà giao dịch, không phải là một nhà đầu tư hoành tráng như bạn đang tự huyễn hoặc về bản thân mình. Khi đó, bạn tự định nghĩa bản thân bạn là một con bạc. Nếu như vậy, chẳng thà bạn ra casino, bạn đánh một con đề chẳng hạn, cho đỡ phải tìm hiểu lý thuyết hay kiến thức làm chi cho nó cực, phải không nào? Mà nếu có ăn thì cái tài khoản của nó cũng nhân nhiều lần so với trading rất là nhiều. Nó nhân 70 lần tài khoản cơ mà. Tội gì phải học mấy cái kiến thức ở đây làm gì cho nó cực. Nên cái việc xác định tâm lý và kỷ luật nó rất là quan trọng. Chỉ có kỷ luật mới chế ngự được tâm lý của nhà giao dịch mà thôi. Và việc bạn nhìn nhận bản thân mình thành thực và trung thực với chính bản thân mình nó rất là quan trọng. Bạn định nghĩa con người mình như thế nào? Bạn định nghĩa bạn là nhà giao dịch hay bạn định nghĩa bạn là con bạc cũng là do bạn chọn mà thôi. Đừng tự huyễn hoặc và đừng tự lừa dối bản thân mình ở đây.
Khi bạn tuân thủ về kỷ luật, chẳng hạn quản trị rủi ro, bạn vào với cái số vốn làm sao để khi dính cái điểm dừng lỗ, bạn chỉ mất đi 1% tài khoản hoặc là 2% tài khoản mà thôi. Khi đó cái tâm lý của bạn rất là thoải mái, bạn mới có thể có cái nhìn sáng suốt cho những cái quyết định của mình. Và bạn cũng tự tin để gồng đến cái target cuối cùng của con sóng đó. Khi bạn đánh đòn bẩy quá lớn thì cái diễn biến tâm lý nó tiêu cực nó xảy ra như thế nào thì Anderson đã lấy ví dụ ở trên rồi đó. Và bạn hãy nhớ giúp Anderson, chỉ có kỷ luật mới tạo nên sức mạnh, chỉ có kỷ luật mới tạo nên một nhà giao dịch chuyên nghiệp, cũng chỉ có kỷ luật nó mới là vũ khí để chế ngự được tham sân si trong con người của bạn. Đừng bao giờ nói trading là một nghề tự do. Đương nhiên nó tự do ở khía cạnh thời gian và không gian, nhưng trading đối với Anderson thì một nhà giao dịch chuyên nghiệp cần phải đẩy cái kỷ luật lên mức tối đa hơn bất kỳ một công việc nào khác trên cuộc đời này. Nếu không, bạn sẽ trả giá rất là nhanh. Chỉ trong một giây phút thôi, bạn sẽ nhìn thấy hậu quả liền lập tức. Và đến đây thì cái video nó cũng đã dài rồi. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi trong cái series đầu tiên, cái phần đầu tiên của series tâm lý giao dịch ngày hôm nay. Và Anderson sẽ còn rất nhiều những cái tư duy khác về tâm lý, về tư duy, về kỷ luật muốn chia sẻ với bạn trong những cái tập tiếp theo của series tâm lý giao dịch. Bởi vì Anderson thấy ở trên Internet không có ai chia sẻ về tâm lý giao dịch cả, mặc dù nó là một cái phần tối quan trọng để tạo nên thành công của một nhà đầu tư hay một nhà giao dịch. Và sau khi nghe đến đây, nếu bạn có cảm nghĩ gì và suy nghĩ như nào về những cái gì mà Anderson chia sẻ thì hãy để lại bình luận và cảm nghĩ ở phía dưới cái video này. Cái điều đó làm cho Anderson cảm kích rất là nhiều và cảm ơn bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn vào 8 giờ tối thứ 7 tuần sau trên kênh YouTube Đầu tư Tradecoin này cùng với Anderson. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.